Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, sáng qua, cụm thi đua số 3 gồm các đơn vị Công đoàn ngành giáo dục, y tế, Công đoàn công ty ô tô Trường Hải, Tổng công ty JRG, Công đoàn viên chức tỉnh và Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai làm cụm trưởng đã tổ chức hội thao trong công nhân viên chức lao động. Tại hội thao, 6 đơn vị đã tham gia các phần thi như chạy bộ tiếp sức, nhảy bao bố, kéo co, thi hát karaoke. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải các cá nhân và tập thể có phần thi xuất sắc. Dịp này, cụm thi đua số 3 đã đóng góp trao tặng 30 phần quà cho các gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.